Bà con và quý khán giả thân mến, theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong tháng 7 này, ngư trường nghề lưới dây có thể cho năng suất cao là khu vực gian biển Cà Mau Kiên Giang, tương ứng với ô màu đỏ trên bản đồ dự báo này. Những nơi màu xanh lá thì cho năng suất trung bình. Dự báo thời tiết dùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang từ nay đến ngày mai thì đang khá bất lợi cho hoạt động khai thác của bà con. Dự báo là trời có mưa giông mạnh kèm theo gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2m đến 4m. Từ ngày 14 tháng 7 trở đi thì thời tiết biển chuyển tốt dần lên, cộng với giá nhiên liệu đã giảm là những tín hiệu tích cực để bà con chuẩn bị dương khơi những chuyến biển mới. Về thời tiết đất liền ở đồng bằng sông Cửu Long, Dự báo là tiếp tục có mưa khá đến hết ngày mai, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 14 tháng 7 trở đi thì mưa giảm, lùi về chiều tối. Từ sáng đến chiều thì trời nắng mây đang xen, nhiệt độ có xu hướng tăng lên là 30 cho đến 34 độ. Nam Bộ ngày mai cũng có xu hướng là giảm mưa, hầu hết là mưa dưới 50 mm, dùng mưa nhiều tập trung ở miền Tây và phía Bắc miền Đông. Thời gian mưa thì tập trung vào trưa và chiều. Trước đó, buổi sáng trời vẫn có khoảng hửng nắng, không khí khá dễ chịu với nhiệt độ ở các thành phố hầu hết là không quá 31 độ. Riêng Phú Quốc, Cà Mau và Sóc Trăng thì mát hơn, chỉ từ 28 đến 29 độ. Phần dự báo thời tiết đến đây xin kết thúc. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.